Được cái tay cành dữ liệu có hết. Cái rất ra. Lúc này đang đói không? Có quả sung cứu đói, Há mồm há miệng mà chờ sung. há miệng chờ sung Đúng, há miệng chờ sung nữa rồi. sung đẹp luôn, Gọi là có cái ức ác phết nhỉ, đẹp đấy, cái sung đẹp. mát. Đúng là há miệng chờ sung rồi. Thôi mình ăn cho nó ngon cho nó vui miệng. Hầu như được cái sung có quả này là yên tâm mà sướng rồi đúng không? Đây cái to không có quả ấy. Vườn bát ngàn. Thế nào? Chú ơi, đến ngó con này cái xem nào. Chú. Không, giá đây hợp lý lắm anh ạ. Nghe đọc cái giá nghe nó dễ nghe, hợp lý. Đúng rồi. Đi sang đây mua. Lại đồ ủ mưu à. Nhiều cây đấy. Đi mua đây. Nhiều quá. Mặt bên này được phết này. Và mặt cái nào chị anh? Có cái sung. À đúng, lại đủ đồ khủng rồi, nào hết ra để bắt súng ăn. Cứ cái khủng. Gấu phết nhỉ. Nhìn như cái con gì à, có cái ức. Thế thì bế về. Bế về để vào việc. Ok. Mười hai giờ trưa anh em vẫn đi ngắm cây. Lúc này cây sốt quá thì anh em đi chốt cả ngày lẫn đêm. Trưa nắng vẫn đi. Cái này thì già khô khô nhỉ. Hát quá nó nên bị rêu cong. Độ ẩm cao đúng không? Xuống bể đẹp quá nhỉ. Để hết tay không? Tay. Sợ hơn. Bộ này to này sợ 40 ấy nhỉ. Hử? Ba cái bốn. Con trăm à? To. Đấy, toàn chậu to cây to. À đúng đôi đấy nhỉ, đúng vừa chậu. Khiếp thật, toàn đồ khủng. Siêu khủng. Vườn rất nhiều đồ.
từ cái vài triệu đến vài chục triệu, cái gì cũng có. Những phôi si siêu khủng. Ba vai anh. Cháy hết kìa. Ở đây làm cây ba vai được không kìa? Đúng vai ba vai rồi nị, thì nó này. Sằng bế 10 cây ở vườn này à? Cho hết vừa bay hết vườn ngày rộng vườn này. Vâng. Có điện luôn cái sông không anh? Gần gần đấy. Hôm khác. Hôm nào bế sang bế chục cây phải không? Không gian vườn mình mong bạn ngạt nhỉ, nhiều không bạn Chu, thấy nhiều không? Vườn này to đấy nhỉ. Anh ngắm cái phôi khủng kia chưa? Phôi khủng kia à, xem ra lùi ra cái đống cỏ. Một xe đi vượt cũng xin được kết thúc video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuối video tiếp theo.